Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nào mày. Và ok, được Khả cho anh em xem đồ nha. Chung là sau khi điện chuyển công lon thì cũng được vài trận top 4, trận top 10, trận top 9, hôm nay được top 1 nè mày. Ok, Hồng Minh ơi. Ngày hôm nay thì Khả được 24 kỹ năng nha mày. 24 kỹ năng ở cái hướng ngạo tiết tiếp phân nè. Đó. Một điều khá đặc biệt ở cái hướng 24 kỹ năng nè. Tại bây giờ Khả đang có 3 kỹ năng vẫn có. Tại vì sau này được 24 thì Khả có thêm một cái tiệt thớ 90 được một cấp nha mày. Ừ. Khả thì đang tăng là 530 sức mạnh và 329 sinh khí nha nè. Và đang sở hữu là một set hôm nay top 1 nha mày. Hôm nay thì được top 1 tống kim. 72.505 và 265 mạng và giết được sơ 76 và tử vong 39 lần. Tử vong khá là cao nè mày. Tử vong giờ đường môn Amethyst quấn mình dữ quá nè mày. Liên chạm 26 lần nè mày. Hôm nay thì liên chạm hơi thấp nè mày. Một hôm liên chạm 40-50 này nọ nhưng mà hôm nay hơi thấp. Hôm nay chết với đường môn dữ quá. Rồi, top 2 thì Amethyst đường môn Lisa Thế Yên, hình tính Côn Lôn Đao, Tiểu Miêu Thế Yên ma thần Côn Lôn Đao, Hermes đường môn, Minh Khang, Nguyệt Tỷ Tỷ đường môn, Game Over Thiên Nhẫn. Đó, cho anh em xem xét đồ nha. Đây là bảng kỹ năng và tiềm năng. Và xét đồ Khả đang bằng sở hữu một set hiệp cốt mắt đội nè mày. Nhào tiếp nha nè mày. Hàng ngày xem mắt mãi rồi, ok người nè mày. Đó, set hiệp cốt mắt đội nha nè, không gì thay đổi. Rồi, một con nón thủ lý làm chậm 25-40. Một đôi giày bằng thủ lý làm chậm 24-40. Một bộ tay 25-40, sinh khí 20, sinh lực lực. Bộ tay tím nè, một cái nhẫn xanh 25-40, sinh khí 20, phục hồi thể lực 5 điểm. Một đai lưng, thông pháp 30, một đai lưng kháng lôi 30, sinh lực lực, trường hóa 10. Một cái đao, tóc 30, sát thương 47, sát thương 96%, 99 sinh lực, 199 sinh lực nè. Một cái đao phát sáng nè, phát sáng tím nha mọi người. Đó, đó giờ thôi nè, nói chung thì Khải thì đang sở hữu một set tím, thường đó là mắt tím. Mắt tím và một set hiệp cốt mắt ọp nha nè. Và một con bông tiêu. Và một hôm nay thì có thêm một phi phần kỹ năng cũng có một cấp nữa là đánh hôm nay khá là mạnh nè mày. Đó. Sở hữu một cái thiết hoa tinh sinh lực 200. Đó, hiện tại Khả năng có 3 kỹ năng cũng có, đó là càng khôn. Càng khôn trên đầu màu xanh xanh đó nè, kèm với một phi phần thì có 3 kỹ năng cũng có nè. Rồi cái này thì tiệt thớ cộng thêm một cấp 90 thì Khả lên được 24 nha mọi người. Đó. Chung thì tổng set đồ thì set hiệp cốt này thì Khả dao động khoảng tầm hơn 2 triệu nè mày. Xếp một cốc này khoảng tầm 2 triệu anh em, xếp một cốc mắt nè mày, khoảng 30 kim thôi. Tầm này thì tụt xuống tí tại vì đồ nhiều quá hơi tụt tí nè mày. Rồi, cái đao này thì vừa rồi Khả ép anh em biết rồi, vừa rồi vừa ép thì cũng hơn 1,5 triệu nè mày. Phát sáng này nọ hơn 1,5 triệu. Đúng rồi, bỏ gì ra đây. Một cái nón này thì 25-40 này phần thủ lý nè. Giày nữa nha anh em. Nón với giày thì cũng tương đối nè mày, tại vì mắt 6 dòng á. Bao tay này cũng vậy thì một món này tương đương khoảng tầm gần 1 triệu nè mày. Một món này thì ép tầm này khoảng tầm 1 triệu quay đầu. Đai lưng này thì rẻ hơn đai lưng này, cái 4 dòng rẻ hơn. Thì nói chung thì tổng sản đồ là 2 triệu, cái đao này 1,5 triệu là 5,5 triệu. Cái này cho 4 món rồi đi. Nói chung tổng sản đồ Khải khoảng 10 triệu cái đao thôi nè. Con ngựa này khoảng 3 triệu nha em ơi. Thì con ngựa này được khoảng tầm 12 triệu nha em ơi. Đó. Khải có cái đao thủ lý làm trọng nhưng mà Khải không mang nha em ơi. Đây 24-40, sinh lực thông pháp 19 rồi nè. Đúng rồi. Set này mua hả? Tầm này cũng hiếm Nguyễn Hoàng ơi. Set hiệp cốc này ra mua cũng hiếm lắm người nè em ơi. Trừ khi server ai nghỉ game mới bán thôi, thực sự là hiếm lắm. Hiện tại xếp hiệp cốt thì chỉ cũng khoảng tầm 10 cho đến 15 set thôi em ơi. Server kéo xe mà, đa số họ mua cho xe cũng như là chính khá là nhiều. Nên là đỡ bán thì cũng khó. Cũng như set ăn bang vậy, ăn bang cũng tầm trên 10 set thôi em ơi. Còn hiệp cốt này Khải nghĩ chắc cũng tầm 15 cho đến 20 set rồi. Nhưng mà đa số là họ mang cho xe là nhiều, nhưng mà muốn xếp mát như thế này thì khó. Xếp mát này đỡ kiếm thì hơi khó nha. Rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video, đừng quên để lại cho video của Khả một like, share, ủng hộ cho anh em ơi. Đó, nói chung là sau khi chuyển con lô anh em cũng đã xem thì cũng đã có một trận tổng kim top 1 cho anh em xem nha. Không như hơn thì kính chúc anh em một buổi tối xem live dễ nha anh em ơi. Một buổi xem video vui vẻ nha, đừng quên xem những buổi live trực tiếp của Khả vào lúc 11 giờ 50 phút cũng như là 19 giờ 50 phút hàng ngày nha anh em. Ok.